Hơn ra hai mắt nó thứ nhất này, ngó tay cái này. Vì lấy ngó tay cái làm đầu, hiểu không? Hiểu không? Lấy hai mắt tay cái này, mắt ngó tay cái này, một trong hai mắt mình có thể nắm cùng lúc mình xoa. Thấy chưa? Bên nào đau mình lấy bên đó mình xoa 7 lần. Thấy không? Mình lấy cái mắt tay cái làm đầu này. Tại vì ngón về mặt kinh mạch á, ngón tay cái thuộc phế. Về trong mặt vô vi á, không hiểu tại sao cha ông mình thấy được rằng cái lý quan trọng trong trời đất là cái ngón cái này chứa rất nhiều sự kiện, cho nên tại ngón tay cái này ta giải quyết lớn. Cái ngón tay cái này mà không có cử động được á, Mỹ nó gọi là carpotunnel, nó bị vấn đề viêm, cái viêm tắc cái phần ống cổ tay, đấy là nó không có lực nữa. Cho nên ta dùng cái chỗ này làm một nè, ngón chân cái là hai giống vậy luôn, phải không? Và đằng sau mà đằng sau của cái hộp chẩm ở cho xương chẩm đằng sau lỗ tai đó là ba, tại vì ở cái vùng đó nó liên hệ cái 16, nó liên hệ cái 15 đằng sau này, phải không? Cái chỗ đó là cái thần kinh 7 nó ngang qua đó, mà chỗ đó nó trùng với việc ấy, không, một trong những việc lớn để nó chặn sự rung của động kinh á, của thần kinh bất cứ gì vậy làm là rung đến cuộc cảm luôn. Cho nên ta hơ kỹ từ đằng sau cái lỗ tai đó, dùng việc 15 á, vô dùng cho tới ngang cái chỗ chân tóc gáy nè, hơ dọc cái chân tóc gáy nha, tại vì hơi lạnh gáy á, máu lên xuống được cái gáy cũng bị lạnh, mà cứng gáy đó là máu lên xuống cũng được, cũng dễ chết lắm. Cho nên hơ cái chân tóc gáy đó, xong hơ dọc hai bên cột sống từ cái vùng đó xuống cho tới xương cùng, thì tôi cứu được mấy đứa Minh Đức như vậy. Tức là nó bị gần như động kinh mãn tính mà chỉ dùng cái máy sáng mỗi ngày mẹ nó hơi ba lần như vậy. Thôi vậy thôi, dùng hai ngón tay cái nè, hai ngón chân cái nè, hai xương chỉnh nè, hơi dọc chân tóc gáy nè, dọc xuống sống lưng, chỗ nào nóng, hơi chỗ đó. Bị động kinh là nó quá người nè, dùng một cách đơn giản nhờ quá. Hay lắm. Cho nên tôi mới nói được rằng là tôi phải nói rằng là mình phải tôn phục cha ông mình đã dùng đã biết được cái hệ thần kinh cột sống về trị đau nhức từ đâu rồi, biết từ đó nên là thuốc. Cho nên trẻ con khi sơ sinh á, không cách gì chữa, hồi xưa không có giỏi như bây giờ, nhưng mà vì dùng hột gà luộc lên rồi lăn ở đâu, lăn cột sống đó, một dạng cạo gió thật tinh vi cho đứa bé. Lên đến cấp độ thứ hai là dùng lá trầu á, quấn lại nhờ cái tinh trầu á, của trầu á cà trên cột sống, thì đứa bé cũng không quấn người mà nó ngủ ngon, nó ăn được. Lên tới dạng cấp cao hơn, ở cấp thứ ba đó là mới dùng tới cái củ gừng cạo vỏ, quẹt bằng củ gừng. Tới mình già quá da chai rồi muốn bắt đầu chơi cái muỗng hoặc là chơi cái cầm chu, ha, vào chơi cầm chu một tiếng, nghèo cái muỗng cạo cũng quớt rồi. Đó là sinh nguyệt. Vì vậy ra người ta đã biết tìm sinh nguyệt một cách không gần như là vô thức. Thì ngày nay khi thầy xây dựng cái này lại đó, thì tôi tâm đắc nó thấy nó đúng vô cùng. Nó xuất hiện một cách có hệ thống, tức là có ý thức. Rất rõ ràng nó để từ khúc để, nhưng mà tại mình biết xài thôi. Mình biết xài rõ ràng nữa. Rồi, cũng như quý vị tưởng tượng á, có người bị mông mà đau ở từ huyệt hoàng thiêu á, đau ở cái mông cực đau cái gì? Là người ta phải châm bằng cái kim nó dài á, bằng chiếc đũa này nè. Mà mình biết dùng thuyết đồng ứng á, tôi gọi là giống như là điệu hổ ly sơn vậy đó, mình dụng cột ra khỏi hang bắt lẹ đó, có biết chữa ở đâu không? Ở huyệt đau, ở huyệt hoàng hiêu á, là chữa dùng xương bả vai nè, dỡ cái tay này lên chỗ có lỗ nè, thấy chưa? Tại vì chỗ này nó là nách, phải không? Mà nách thì sao? Đồng với háng, phải không? Thì đối diện với nách, đối diện với háng là mông, lấy xương bả vai là mông, ấn vào chỗ này là dưới này nhã. Cho nên cuối cùng người ta mới thấy rằng cái gì chẳng ngày nay nó chứa luôn cả thập nhị căn kinh trong này. Cho nên dùng một cái danh từ là mình chứ bằng nói đùa với nhau thôi, chứ không dám nói người ta quýnh mình chết. Chúng mình là một cái khắp tinh đại pháp. À, đúng. Rửa tay. Anh chồng vui mình đó là mình hút được. Nhưng mà anh chồng vui là chịu nói. Cũng thế vào đây, cũng hay như thế, chịu hè. Đúng rồi, mình là tinh đại pháp. Anh tinh đại pháp này thích rồi. Bây giờ thì nói cái này đi nha, mình đừng quên. Ở lúc này, các bạn lắng nghe nè.
ông bà mình nói thằng đó nó sáng dạ, khu mà nó sáng dạ, dạ là đây nè, cái dạ là đây nè. Rồi binh giáp tặng chung những câu thơ xưa, luôn luôn người Á Đông nói rằng cái bụng đó, là ốc ở đây. Tôi Tây nói là thằng mình nằm đây, còn mình nói thằng mình nằm đây, đúng không? Nếu bụng mới đợi. Rồi bây giờ mình thấy rằng là cái rút cuộn nè, ruột, rút cuộn ruột giống rút cuộn não, cái rút cuộn ruột á, giống như rút cuộn não luôn, trong đó hướng luôn rồi chứ. Thì có vẻ cái ruột non á, cái ruột non giống như thịt như cái nào. Giống như nào. Cho nên thầy có vẽ cái hình á, bữa thầy đưa nè, cái hình có vẽ hình rút cuộn ruột non á. Ở đây vẽ cái đầu này luôn, cái đầu đi luôn, hoặc là cái đầu lên đây, có cái ruột non lên cái đầu này nè. Thì nhớ thầy sao ông bà mình nói thầy nói sáng nhạc, hồi nhỏ nó cũng nghe rồi, chứ đâu có nói cái đầu. Mà luôn luôn tay nó cái đầu. Thì không biết người xưa cảm nhận như thế nào, cái người Việt Nam mình cảm nhận như thế nào, nghĩ như thế nào mà lại nói cái câu đó. Và trên mặt mà gọi là vấn đề là người ta ở giữa ổ bụng nó có cái động mạch to lắm nha. Động mạch lên động mạch ổ bụng này, động mạch nguyên nó vỡ một cái là chết luôn á. Thì nó nằm ở giữa ruột ổ bụng này, đúng không ạ? Nó nằm đó, cho nên khi người ta đó, người ta có người mà đau, mà người đau mà trước khi chết á, cái chân là trước. Nó đi lên từ từ nha, nó lên từ nha, mà lại tới cái bụng là thấy nguy rồi. Nó làm tới đây là nguy lắm rồi. Cho nên mới thấy là tại sao người ta đi cứu những người bị nhất tôi hiểu, người ta ưa hơi đang điện. Người ta ở đây nè, ở đây nó ăn cái đúng đồng mặt này nè, nó sẽ tắm vô nở mặt này nè, nó bị nghẹt nè. Tắm nguyên cái bụng rồi là cứu được. Đó là những cánh đường có liên hệ Tây Tây đó. Từ liên hệ thì nãy đọc đó là thầy mấy bạn nói ông này vui đúc kết như nãy em nói là rồi lòng nãy có nói câu mà mấy em biết rồi, ông Châu em nói nhiều quá quên trời đúng rồi ở gần em thì nói như vậy mà để quên, mà hãy quên là kẻ sáng tạo, nhờ quên mới nghĩ ra cái mới, chứ nếu nhớ trời thì chắc là không nghĩ được đâu. Đó những cái mà bạn cho thầy đâu làm biết. Thì bữa nay tôi cảm ơn Lộc nó mình sẵn về đây á, thì thầy tranh thủ thầy mời em này, em để thầy tới đây để nói cho là buổi quá hay đâu. Hay quá. Vỗ tay bạn, vỗ tay. Thì đấy là đóng góp chữ giờ chung, mà cũng là để giới thiệu cho biết rằng ở thì Lộc là nằm trong gia đình viện trợ. Cái đó thì nó cũng trong cái đường mạng đó. Thì tao nói là em để chữ viện trợ trong cái gì pháp nằm trong này, cái này nằm trong cái đại gia đình nữa. Thì như thế thì nó là cuối cùng rồi nè, mình để cho thế giới người ta thấy rằng nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam đóng góp được với nền văn minh nhân loại khi cái gì, thấy không? Thì thầy rồi thầy đọc về các bạn nữa, sau này cũng có nhiều người nữa, những người đã đóng góp ở trước kia, cũng có những người sau này, hay những người tình tuyển bối sau thầy thì có anh để thầy là những bậc tiền bối, thì sau nữa là có tạm minh thằng dưới nữa, anh em tiễn thì cũng hay mà chết rồi. Có những người thành vật chung có góp mạng đó, thì những người nào có góp thì thầy có sự tôn vinh ở trong cái gì đó, lịch sử có ghi là và được tôn vinh. Thầy có cũng có nguyên nhân thì cũng có tại những người đó cái ghế đó. Cái lọc cũng có nữa, thì cũng mang mong lọc đó. Thì những người đó đều phải thầy có đề ghi đó, cần tôn vinh những người đã đóng góp vào cho sự phát triển, xây dựng và phát triển nhân dân. Vì chúng ta học cái đạo lý của ông bà mình phải nhớ ơn những người này đó, các bạn phải nhớ để biết tri ân. Vì nếu chúng ta không có biết tri ân là chúng ta cũng phải coi là chúng ta phải xem là chúng ta là người như thế nào. Việt Nam là một dân tộc mà hay quên đó. Hãy quên cái đó, chúng ta phải xem lại. Quên ông cái thầy nói nha, thế giới à, hồi trước Thụy Điển nó biết là phim báo à, chứ không phải đùa đâu. Tây á, thầy đi qua đây nhiều, thì Tây cái này nó Pháp à, nó tròn, nó trùn. Thế người đó chỉ cảm ơn, nhưng xin lỗi lắm. Cái gì cũng nói, cảm ơn merci. Đó là excuse me, này lại sao nó đông gì đấy. Xin lỗi, thì mình nó nên tập, phải nên tập thôi mẹ. Từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, mình phải biết xin lỗi nếu mình làm cái gì sai, rồi mình phải biết cảm ơn, dầu cho mình người ta giúp cái gì nhỏ mình cũng biết cảm ơn,
đó thì vị thầy nói là dạy em là ghi đạo, vị ghi đạo thì có có chân thiện nghĩ thì nó nằm trong cái phạm trù những cái thuộc chúng ta thôi, gọi là đạo, đạo đức đó. Thầy nó mượn dùng y để tai đạo thì nó đi nhanh hơn và nó đi người ta mê hơn, người ta thấy cụ thể hơn, nó có trừu tượng. Còn ví dụ mình ghi đạo thì nó quá hay, nó siêu quá rồi, nhưng mà có đôi khi mình cảm thấy nó bông lung, nó mật, nó trừu tượng hơn. Còn này nó cụ thể hơn, mình có một cái phương tiện như thầy biết đó, y này là cái phương tiện thôi để đến một chỗ cao hơn, đó là đạo đạo đó. Mà chúng ta một cái niềm nữa thực tế đối với đời thường đó là hạnh phúc trong cõi đời thường này, thì thầy ghi trong cái tâm ngôn đó. Thì đó em đọc biết là thầy hôm nay đã viết gần 2000 câu, thì em đọc ở này hai gần thầy, này gần thầy. Có khi thầy đi nói chuyện cái này lấy giấy này, ở ngoài đi lấy cái máy này ra làm không đến máy gõ rồi lại ghi ngày tháng, ngày này biết mà bữa đó ghi ngày tháng là cho em bữa nay ngày mấy, em bây giờ đó cho là ghi liền này, lập tức ghi liền bữa nay, chờ thì cho em đẹp sướng quá, chứ không phải lấy sách ra đâu, ở trong đầu này. Mà nhân biết nhân cái cớ gì đó thì mình mới biết, mình nghĩ ra câu đó mình mới ghi. Ghi từ năm lúc này làm mà ghi câu là biết mình đang tại lúc em nhớ không? Cái lệ sức khỏe của mình là sức khỏe người là của chúng ta đó, là đó là năm 84 đó, khoảng mình dạy nhà cũng nghĩ ra nhớ. Rồi đó có cái câu đó là mà manh nha đó, khởi đầu đâu, mấy đầu mắt mấy câu nhỏ trong mà ít dần, xa biển nhiều dần. Thì để trước em về thì anh ấy cho những cuốn của mình. Nó giống như kinh pháp cú mà thật sự ra thầy chưa đọc kinh pháp cú bây giờ, kinh cú nghiêng về Phật giáo nhiều, đây là những đời thường thầy được rút ra lại. Như vậy là bữa nay các bạn như vậy không? Vâng vui ạ, vâng ạ. Rồi thầy cho em hỏi một câu đúng không? Nếu như lúc mà người nhiều bệnh thì mình sẽ chín nghiệp như thế nào? Nhiều bệnh thì thế nào? Có là nhiều bệnh. Dạ, một người nhưng mà họ một lúc mà họ rất là nhiều bệnh. Ví dụ là đau cổ tay, cổ chân, rồi đau lưng, rồi đau là thần kinh và... Giờ tôi... Bây giờ tôi chỉ cho cái mánh đó nghe không? Mánh khai quá, mánh. Bây giờ gặp một cái người mà ta khai quá nhiều bệnh á. Dạ. Bởi vì cho nên là quý vị thấy không? Quý vị không tôn trọng trong cái gì đó, trong cái mình dùng trong cái từ vọng vấn thiết đó, là mình chưa có biết cái cách vấn, mình chưa có học cái cách hỏi mình. Bây giờ lỡ rồi thì bây giờ học cách nghe mình, nghe bằng cách nào? Bây giờ chị khai cho tôi 100 món, tôi nãy giờ tôi nhận được rồi. Ông anh nói với tôi nãy giờ tôi nghe đủ điều rồi. Bây giờ tôi hỏi ông anh rút giùm cho tôi một chữ thôi. Hiện bây giờ ông anh bà chị đang ngồi trước mặt tôi, chỗ nào, cái cơ quan nào, cái cánh tay, cái chân, cái đầu, chỗ nào quý vị khó chịu nhất chỉ tôi một cái rồi. Chính chỗ đó là khởi điểm. Bây giờ thì nó nói giờ tôi nặng cái đầu quá, cứng cái gáy quá, dạng cái gáy rồi đó. Thì ghi vị sở được cái sở chỉ đối đó rồi đó, thì nó sẽ có tương quan một cách như tôi nói đó, nó xuất hiện một cách có hệ thống là vị sẽ giải quyết được tất cả. Còn chị không biết, người ta nói bây giờ chữa tiểu đêm, mà chị không biết tiểu đêm mà đi liền với mất ngủ, thì chị lại phải chữa tiểu đêm. Rồi cái một lát nữa cái là mà mất ngủ thì thiếu huyết, mà thiếu huyết thì hay đưa đến chóng mặt, lại đi tìm một nguyên chóng mặt mà chữa nữa. Do đó thay vì mình là ông thầy, mình dẫn người ta ra khỏi mê trận, thì mình bị người ta dẫn vô mê trận. Đúng không? Cái quan trọng như đó đó. Xong chưa? Rồi tao mới nói nhiều, mày nói được không? Dạ. Thì lên nói rồi, lên nói chứ nhưng mà mình xem nè. Thì kết thúc cái việc này, con nói với lại đi. Dạ, chào các bạn. Cảm nhận của các bạn. Đúng là danh bất hư truyền không các bạn? Danh bất hư truyền. Tụi tay. Rồi vô. Nhỏ nghe ba đứa nói, cái lời nhỏ của bạn nhỏ khi nó tham gia dùng dẫn hết thì cũng đâu có hiểu dùng dẫn là gì, chỉ biết là chữ mình thôi. Thì nghe ba nói dùng ba mê dùng dẫn hơn ba, cứ nói vậy hoài mê dẫn hơn ba đồ ứng mà rất là mê và cũng rất là giỏi, thì đúng là nhỏ biết vậy thôi, nhưng mà khi nó
tới lên thì mình học điều chỉnh, mình thành điều chỉnh rồi thì mình hiểu các nguyên lý, các nguyên lý thì đúng là nãy giờ nghe chị ba phân tích cái đồng ý đúng của thầy đúng là dính bất thường truyền chuyên gia. Hồi lúc mà đi qua bên Mỹ vào tháng 12 năm kia thì là ở nhà chơi thôi chứ đâu có nghe nói về chuyên môn, là chơi rồi vô vòng chơi đó, bữa nay mới nghe. Thì nếu mà Mỹ nó gần hơn thì chắc ngoài ba về Việt Nam thì thường xuyên rồi mong thầy về được xe đạp đúng không? Sau này mình tổ chức những cái lớp mình mời những ba về. Hay quá. Tức là cái gì đi nước ngoài đi vòng thì cũng là qua là người Việt Nam để đúng rồi để đóng góp cho cái diễn sản nước nhà cái sự nghiệp diễn sản của mình. Thì mỗi người thì bạn có học được là học gì từ Dương Ba không? Mỗi nhiều lắm, sáng rồi lại to rồi, lại to. Như Dương Ba đó là giống như em có ngày dạy lớp thì nguyên lý, cái quan trọng là nguyên lý, nắm vững nguyên lý là tự nhiên mình sẽ làm được. Thì trời đất vận hành cũng theo nguyên lý thôi. Bạn thấy nó tùm lum thứ, khi mình bạn trạng thực sự ra gì, có những nguyên lý thì cũng vô lực, có mấy cái thôi. Học vật lý thì biết, có vài vô lực thôi, cũng có tương tác thôi. Sau này nó cũng đơn giản thôi. Thì mình sẽ nguyên lý vậy là chúng ta nắm đi sâu, rất sâu nghiên cứu sâu về một cái thuyết đồng ứng thành công ví dụ. Các bạn học rất nhiều nhưng mà mình quên rằng là gì, mình xoáy vô mình cứu một cái gì đó hợp với chính mình cảm thấy trong quá trình mình chữa bệnh á, mình hợp với cái gì đó, mình hợp với cái nguyên lý nào, hợp với cách đường đi nào, thì mình chẩn mình có rất nhiều con đường, thì mình hợp cái đường nào thì mình đi mạnh cái đường đó, xoáy sâu đường đó, nghiên cứu đến tận nơi tận chỗ thì mình sẽ đạt được thành công với mình. Và như thế mới là gì, như thế mới là cái gì, mới thật sự là đưa diện chẩn đi lên. Còn mình cứ đang mang ra ngoài thì nó không có làm gì, diện chẩn nó không làm gì hết đó. Rồi sau đó mình mất tự tin về diện chẩn, cái mình đi về kiếm phương pháp khác. Thì tới phương pháp khác các bạn cũng sẽ gì, nó không phải là thách đâu. Thì cũng phải gì, cũng có thành công, có khi lại không thành công. Rồi lại các bạn phải đi lượt một để kiếm một pháp khác nữa, đúng không? Rồi cũng không được cái gì hết. Mình không được giữ được cái gì cho dân tộc rồi đó. À, mà diện chẩn mình là của dân tộc, tại vì là do người Việt Nam. Không giữ cho và ngay cái thời điểm thầy đang ở đây chứ thì mình phải để cố gắng quy tụ thầy bố như là vị ba đây hỗ trợ của thầy sư tổ và vị ba và các bậc quân trưởng khác đó, mình học tập và thực hành. Mình nhớ duy nhất là muốn giỏi phải làm gì, chữa bệnh đi, đừng ngồi ngoài mà nó coi sách cũng đủ rồi, lăn xả vô làm, phía mình dân làm thì mới giỏi được. Cứ ngồi nghe hết này, học hết công thức này công thức kia, tại vì có một cái bí mật nữa khi mình làm hiệu quả không á, là không phải nằm ở công thức mà nằm ở cái cách làm, cái thao tác đúng với bệnh nhân đó. Ví dụ bây giờ dùng ba đó lấy đưa cái giò lên ấn gì nè về hết, bóp gì nè về hết, vậy là bóp thử như chắc được. Đúng không? Cái thao tác, cái cảm nhận, cái tương tác của mình với người đó là cái không có dạy được, mà mình phải qua thực hành, qua thực chiến á, là mình mới trải nghiệm thôi. Giống như Đức Phật nói là tôi chỉ đường thôi, anh phải đi thì mới thành công chứ. Ông nghe ngoài xem. Chúc chúng ta, chúng các bạn thành công ha, còn đi đúng sâu nữa thì chẳng để đối góp với lại cái hoài bảo lý tưởng của thầy sư thầy Đồng Châu tổ và các công phụ cái tâm huyết cái nhiệt huyết của các vị quân trưởng đi trước. Rồi mình rất cảm ơn chúng ta. Có gì chúng ba sẽ về anh Dương Ba ha. Ba về. Mười mấy năm nha bạn nha, nên nhớ là các bạn đọc sách rồi thầy Lý Phúc Lộc với Dương Ba là mười mấy năm mới về một lần đó nha. Nên hy vọng rằng năm nay là đầu tiên thì sau này về ít hơn vài năm thôi chứ không mười mấy năm. Mình có tên chồng dài mong thầy. Các bạn lớp các bạn buổi sáng bộ là buổi chiều
là